ăn. Sau khi quay video, Daily gọi bạn đến trường nhận hộp quà bí mật cùng Huy Hiệu. Thì hôm nay Daily đã gửi cho mình một hộp quà rồi nè. Không biết bên trong này có gì nhỉ? Theo như mình thấy, hộp quà được trang trí rất là bắt mắt, rất là nhiều màu sắc luôn ấy. Ở giữa còn được trang trí Daily cùng bạn đến trường. Mà đập hộp như thế này ấy, giống như chị Ngọc Trinh đập hộp hàng hiệu vậy. Tuy mình không có hàng hiệu để mà đập hộp, thì mình đập hộp Daily. Uầy, Daily còn gửi cả thiệp cảm ơn đấy mọi người. Siêu xinh luôn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm của Daily, đồng hành trên mọi hành trình. Hãy bắt đầu một chặng đường mới, nhiều niềm vui và màu sắc yêu thương cùng Daily. Bây giờ mình hãy xem Daily gửi cho mình những món quà gì nhá. Uầy, nhìn kiểu sướng tay cực. Xem món quà đầu tiên nào. À, giấy nhớ sắc màu. Uầy, một quyển sổ ghi nhớ đấy mọi người. Đấy, như một cánh cửa thần kỳ luôn ấy. Một chiếc kéo xinh quá, sâu cute luôn ấy. Ui, cái này nhìn giống cái máy ảnh cơ mọi người ạ. Để mình đập hộp xem nào. À, cái này là gói bút chì. Chiếc bút ba màu này mọi người ấy. Thường thường đi học ấy, mình hay bị mất bút lắm. Quản này tặng cho mình hẳn ba cái, mất hai cái mình vẫn còn một cái. À, một chiếc thước kẻ dẻo. Đấy, nó như kiểu một cơn sóng ở cả nhà. Lại được thêm một chiếc bút mực nữa cả nhà. Đấy, siêu xinh luôn. Được. Hộp màu. Một cục tẩy ý. Tẩy này hình dâu nữa chứ. Uầy, 4 chiếc bút chì luôn này mọi người. Hình như bên trong này hết rồi cả nhà ạ. Thôi bây giờ mình gọt bút chì nhá. Uầy, mọi người ơi nhìn này, đầu ngòi chì á, rút ra nhìn rất là mảnh luôn ấy. Bây giờ mình sẽ test lên quyển sổ ghi nhớ này luôn nha. Đấy, bây giờ mình sẽ ký tên của mình vào. Mình sẽ thử tô màu nhá mọi người. Đấy, mở ra. Ai à, ui, còn được bảo quản qua một lớp nhựa này luôn ấy. Bây giờ mình sẽ vẽ một chiếc cầu vồng. Màu á, nhìn rất là mướt luôn cả nhà. Ấy, xinh quá. Hãy cùng mình nhận hộp quà bí mật cùng Huy của Daily. Và cảm ơn Daily đã tặng cho mình món quà này nhá. Daily, cùng bạn đến trường.